giờ đấy các bạn em chưa nói quay mình là vui rồi đây. Thì video hôm nay á, thì mình sẽ làm cái video đó là thử thách sống ảnh đá bóng U23 Việt Nam. Ok. Thì mình muốn nói gì thì mình quên nhìn nó, bắt đầu mình sẽ đi mãi đá chút này. Kiếm đá nó mới hoài. Rồi kiếm đá. Đá là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong thành công cái gì nó để mình chế cái gì nó đi có xuống thành công cái gì chia sẻ cho mình nữa nhé. Thôi tạm biệt bye.